Tiếp theo là tin các địa phương chủ động phòng dịch viêm đường hô hấp cấp. Tranh thủ thời gian học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 2 năm 2020, huyện Văn Lâm phun thuốc khử trùng tất cả các điểm trường thuộc các trường học trên địa bàn. Thuốc được sử dụng khử trùng là chloramin B có tác dụng diệt khuẩn trong nước, khử trùng bề mặt với tổng số lượng trên 1,5 tạ thuốc. Sau khi phun thuốc khử trùng, các nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng công tác vệ sinh môi trường lớp học, đảm bảo thông thoáng, phòng chống dịch bệnh nCoV để đón học sinh trở lại trường. Xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ có 17 người quốc tịch Trung Quốc đăng ký tạm trú trên địa bàn, tất cả đều nằm ngoài vùng dịch tỉnh Hồ Bắc. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nCoV, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các doanh nghiệp, nhà trọ có người Trung Quốc sinh sống theo dõi giám sát tình hình sức khỏe, thông báo về Ủy ban nhân dân xã hàng ngày. Bên cạnh đó, xã cũng thành lập các tổ kiểm tra đột xuất, bao gồm cán bộ y tế xã tiến hành đo thân nhiệt, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh môi trường. Cùng với thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống dịch nCoV, xây dựng phương án cho từng tình huống, huyện Tiên Lữ tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cán bộ y tế huyện, các xã, thị trấn, y tá các thôn, đội. Phát khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân và người nhà đến khám và điều trị, yêu cầu thường xuyên rửa tay khử khuẩn bằng xà phòng. Trung tâm y tế huyện thành lập đội phản ứng nhanh chống dịch nCoV, túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiến hành điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh. Cùng với đó, khu nhà 3 tầng mới xây với gần 200 giường bệnh trở thành khu cách ly dự phòng. Chúng tôi sẵn sàng các biện pháp y tế cao nhất để tích cực, chủ động tại chỗ, truyền thông với người dân ở chúng tại nơi khám bệnh bằng những tờ rơi, bằng phát thanh trên màn TV tại chỗ, thế rồi bằng các tổ tư vấn tổ chức tập huấn được cho toàn bộ cán bộ y tế từ trung tâm đến huyện. Trên địa bàn huyện có 26 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, trong đó có 14 người Trung Quốc đều đang được áp dụng biện pháp cách ly tại nơi cư trú. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề là doanh nghiệp của Trung Quốc duy nhất đóng trên địa bàn huyện. Hơn 4.000 công nhân được phát khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Công ty hiện có 5 người Trung Quốc, không ai ở tỉnh Hồ Bắc nhưng đều đã áp dụng biện pháp cách ly tại ký túc xá của chuyên gia nước ngoài theo đúng quy định. Bản thân tôi ở nước ngoài về nên tôi cũng hiểu rất rõ vấn đề dịch bệnh. Công nhân của công ty đến làm việc 100% đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào làm việc, sáng một lần, trưa một lần. Bản thân tôi cũng sẽ hạn chế với việc tiếp xúc với quá nhiều người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Khi tiếp xúc với mọi người, tôi cố gắng đứng cách xa họ 2 mét, khi hắt xì hoặc là nói chuyện với người khác, đều phải che miệng và đeo khẩu trang. Trước mắt thì tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi tự mua nhiệt kế về đo hàng ngày, cứ vài tiếng lại đo một lần. Đến nay, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động trong công tác phòng dịch. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan khi xuất hiện. Bên cạnh đó, huyện cũng đề ra các giải pháp cấp bách để phòng dịch. Quan điểm của huyện là phòng dịch cũng như chống dịch, cho nên chúng tôi xác định đây là giặc bệnh, bệnh corona, cho nên là phải quyết liệt, không được nghỉ ngày đêm nào để làm, và ưu tiên hàng đầu cho vấn đề phòng dịch này.